Thì kể cả sau này mà con độc cư hay con đi nhân giả tìm được con. Vâng, con độc cư là con chỉ có một thời gian ngắn thôi á. Là nhưng mà trong cái thời gian ngắn đó là đảm bảo cho mình. Kể cả con ngồi ở đây nhưng mà kể cả đi ngang anh nhân, con nhìn thấy anh nhân nhưng mà anh nhân không bao giờ nhìn thấy con được. À, con hiểu rồi. Vâng, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người biết thông tin gì chưa? Và hôm nay có một thông tin vô cùng đặc biệt. Và đây cũng là một thông tin mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 11 tháng 8. Và hôm nay thầy Minh Tuệ đi khất thực ở nhà ai, mọi người có biết không? Và ngay bây giờ mọi người hãy xem video bên cạnh màn hình. Thì mọi người sẽ thấy đây là một video mà đã được phát quà từ thiện cách đây tầm 2 hôm. Và tại sao hôm nay em lại đưa cho tất cả mọi người xem lại video này? Bởi vì hôm nay ngày 11 tháng 8, thầy Minh Tuệ đã đi khất thực đúng tạp hóa của anh trai này. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Và chưa hết đâu. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ đối với tất cả mọi người những thông tin vô cùng quý giá. Vào buổi sáng ngày hôm nay, thầy Minh Tuệ có đi khất thực tại một tạp hóa. Và cái tạp hóa này có gì đặc biệt mà thầy Minh Tuệ lại nán lại nơi đây chừng tầm 10 phút. Và sau đó thầy Minh Tuệ mới bước đi. Và bà con ai ở Vĩnh Phương thì chắc chắn là sẽ biết thông tin này, đúng không? Và ai ở Vĩnh Phương có thể vô đây xác nhận cho em cái thông tin vào buổi sáng ngày hôm nay. À, em cũng được một cô bán trà đá và một chị bán bánh mì và một cô quét rác ở khu vực đó có chia sẻ với Hoàng Sáu TV là sáng ngày hôm nay không biết là một cái điều gì đó đặc biệt mà thầy rất khác so với mọi ngày. Mọi người có biết khác ở chỗ nào không? Thầy hôm nay đi rất sớm. Bình thường thì 6 giờ thầy bắt đầu mới rời cốc của thầy Năm. Và khi xuống đến khu vực của người dân ấy là chừng khoảng tầm 6 giờ 20 đến 6 rưỡi là thầy sẽ ở khu vực của người dân và sau đó sẽ quay lên. Nhưng mà hôm nay không. 6 giờ thầy đã có ở khu người dân rồi. Vậy là phải tầm 6 giờ kém 10 thầy đã đi. Mà hôm nay á, mọi người biết vì sao em lại nói mọi người này rất là đặc biệt. Thầy đã ghé cái tạp hóa đó thì không có gì đặc biệt cả. Nhưng mọi người có biết cái lịch sử mà tại sao mà em lại nhắc đến cái tạp hóa đó lại là cái người đặc biệt không? À, cái anh mà chủ quán tạp hóa đó là một người rất nhân từ, một người rất là tốt. Và chắc chắn ai ở Vĩnh Phương khi nghe em nói câu này thì họ đều tán thán. Bởi vì cái anh này á, là cái người đã từng cúng dường và giúp thầy Minh Tuệ 4-5 năm về trước. Cái lúc đó người dân ý, họ còn chưa biết thầy Minh Tuệ là ai. Lúc đó người ta còn chưa biết một bậc chân tu, một người đi tu hạnh đầu đà. Và họ nghĩ rằng là thầy Minh Tuệ giống như một số người bình thường đi xin ăn, họ không cho đâu. Em không phải nói là ở đó mà tất cả mọi nơi đều như thế. Và thầy Minh Tuệ cũng đã từng trải lòng là thầy đi xin ý, rất là khó khăn. Người ta cũng không có cho đâu, bởi vì người ta đâu có biết đâu. Cái hồi đấy thì thật giả lẫn lộn, đi xin thì không biết ai là thật ai là giả. Nên là đôi khi ý, thầy cũng bị ảnh hưởng. Là thầy đi khất thực ấy, cả một buổi sáng là không có cái gì cả. Và thầy ý, cũng từ trên cốc của thầy Năm ấy mà đi khất thực xuống cái khu vực chợ đó. Mà khi thầy quay lên, trong cái bình bát nồi cơm của thầy Minh Tuệ đó, chỉ có một chai nước suối, kèm một cái bắp, có lúc thì kèm một cái chuối, chứ không có cái gì cả. Và lúc đó thì cái anh mà chủ tạp hóa đó, mà cái hôm nay mà anh ấy là cái nhà mà thầy hôm nay ghé này, để em kể cho mọi người nghe đã, thì mọi người mới thấy rằng những cái điều tuyệt vời nó luôn đến với những cái người tốt. Họ không cần phải được báo đáp ngay. Và họ cũng không phải là được cái gì đó may mắn như nhặt được vàng đâu. Mà cách đây vài năm về trước ý, khi mà thầy Minh Tuệ có đi khất thực ấy, thì cái anh tạp hóa đó đã giúp thầy rất nhiều. Bởi vì khi mà thầy quay lên ấy, thì trong cái bình bát không có cái gì cả. Thì cái anh đó mà bán tạp hóa mà mới cúng gửi cho thầy mì tôm, rồi kim chỉ, rồi kéo, rồi những cái gì cần thiết, bánh mì, là cái anh đó là cho. Và lúc nào hầu như ấy là thầy đi khất thực ấy quay lên mà cái anh đó cũng đợi và không thấy có gì là ăn đấy lại cho, mà cho rất là nhiều lần. Nên là mọi người biết không, hôm nay ấy, mà thầy quay lại cái quán tạp hóa đó của cái anh này
Mà đúng ra là cái anh ở người dân đó là họ nói rằng là chắc có lẽ là thầy sẽ xuống cái nhà anh đó rất sớm. Nhưng không, đến tận ngày hôm nay thầy mới xuống cái tạp hóa của cái anh đó. Mà anh đó lại chính là cái người mà đã đại diện cho cái mạnh thường quân ở Sài Gòn ấy, để phát quà từ thiện cách đây 2 hôm. Đó, cái anh mà mọi người đang xem đó chính là cái người đã giúp đỡ thầy Minh Tuệ trong cái lúc mà thầy chưa nổi tiếng, thầy chưa ai biết, thầy chỉ là một cái người gọi đi ăn xin. Thầy nói mà cái nghề của thầy là cái nghề gọi là hèn hạ nhất. Đi xin ăn, tay cầm cái bình bát đi xin ăn, ngồi ở gốc cây, ngồi ở bãi tha ma, ngồi ở đống rác. Nhưng mà cái anh đó lại là cái người giúp đỡ thầy trong cái lúc đó mọi người không ai cúng dường cho thầy. Nhá, không phải là không ai mà họ lúc đó là 3-4 năm về trước mà người ta không có cúng dường, ngay cả cách đây 1 năm về trước thôi là đi thầy đi khất thực cũng còn khó, chứ đừng nói là bảo là 3-4 năm về trước. À, lúc đó thầy không có cái gì cả. Nên là hôm nay á, khi mà thầy Minh Tuệ đứng ở tạp hóa của cái ăn chay này này, là mấy cái bà bán trà đá và bán bánh mì á, mà hay nói chuyện với em mới nói: trời ơi, cái ăn này là ăn Tùng, cái ăn này này là giống như kiểu là bạn hàng về thăm vậy á. Người ta nói thầy là bạn hàng ấy, bởi vì là anh này là hay giúp thầy lắm. Đó, hay giúp thầy ghê lắm. Mà hôm nay ấy là thầy đã đứng ở cái tạp hóa của anh này phải tầm 10 phút mà đi rất là sớm. Đó, và hôm nay là em nói tất cả mọi người là sáng nay thầy có đi khất thực 2 nhà và đến nhà anh Tùng này đứng rất lâu. Và sau đó thì thầy có đi qua một nhà bên cạnh nữa. Và thầy đã đi lên, và hôm nay thầy đi lên rất sớm, tầm cỡ 6 giờ hơn một xíu thôi là thầy đã đi lên rồi. Và khi mà xuống nhá, thì tất cả lực lượng an ninh đều đảm bảo 100%, phải nói với tất cả mọi người tuyệt vời. Phải cảm ơn các chiến sĩ an ninh cùng người dân ở đấy có ý thức, tất cả bà con có ý thức, thì thầy Minh Tuệ còn đi dài dài. Và cái an ninh đảm bảo như vậy thì cái sự an toàn tuyệt đối cho thầy là cái điều rất là tốt và rất là tốt đẹp. Bởi vì em nói tất cả mọi người rằng là bây giờ người lạ thì không có vô được, ngày nào cũng thế, chả có chuyện gì xảy ra cả. Người dân đều ý thức, có đảnh lễ thì cứ đứng ở bên đường, không có xô đẩy, không có chen lấn. Thầy đứng ở đó rất lâu. Ở đó lúc đấy người dân cũng đến cũng hơi nhiều đấy, nhưng mà có nghĩa là họ đến nhưng mà họ có ý thức. Bởi vì dân ở cái khu ngã ba, cái khu mà tạp hóa đấy, mọi người thấy không? Đó là cái khu ngã ba mà. Nên là cái khu đấy lại tập trung nhiều nhà ấy, thì họ có đứng ở cái khu đó để nhìn thầy. Nó và mấy cái cô bán trà đá, mấy cái cô bán cà rem ở khu đó đó cũng lại cũng nói là: trời ơi, đúng là mọi người người ta cũng nói rằng là thầy bình thường thầy đứng ở một nhà đó đâu có lâu đâu, thầy đứng chỉ có một lúc thầy đi à, nhưng hôm nay thầy đứng rất lâu, đứng lại gần nhà đứng lại nhà của anh đó. Mà cái anh này thì lại là cái người giúp đỡ thầy từ trước đây. Em nghe người dân nói em cũng thấy tội mọi người ạ. Em uống miếng nước. Thì em mới hỏi là: ủa sao cái anh tạp hóa đó mà thầy lại đứng lâu vậy chị? Thì chị đó mới nói với em là: trời ơi, em không biết đâu, là trước đây á là thầy Minh Tuệ cũng đã về đây, đã từng ở cốc của thầy Năm ấy, và đã từng đi khất thực của người dân ở đây rất là nhiều. Nhưng mà thầy đi khất thực ở cái khu vực ở bên dưới đó, thì khất thực ở đây là không có cái gì hết á. Thầy đi cả buổi sáng để quay lên không có cái gì luôn. Có nghĩa là mọi người biết mà, mẹ thầy cũng nói mà, là thầy đi khất thực ấy có lúc còn bị đánh, bị đuổi, là người ta nói là đi lừa, đi xin họ không có cho đâu, ăn không có ăn luôn. Mà người thấy thầy ốm không? Bởi vì thầy có cái gì ăn đâu. Thầy ốm bởi vì sao? Không có cái gì ăn hết á. Thầy mà thầy lại không tham ăn, thầy không tham, cho cái gì thầy nhận cái đó. Có lúc thầy bị bỏ đói luôn, bởi vì có cái gì đâu mà cho. Em hỏi tất cả mọi người, có những lúc ấy thầy đi ở trên đường, em hỏi tất cả mọi người, đi trên đường mà cả một cái đoạn đường dài không có nhà, nước ở đâu uống? Thầy nhận chỉ có 1-2 chai nước thôi. Thầy không có tham, thầy lấy gì ăn? Thầy không có, đi xin người ta không có. Đó, nên là lắm lúc tôi thấy rất là tội. Và khi mà thầy về Vĩnh Phương, Nha Trang ấy, thì thầy đã ở đấy rất là lâu. Thì mọi người cũng đã từng nghe rồi, là thầy cũng đã từng ở trên cốc của thầy Năm rồi. Và thầy Minh Tuệ cũng đã đi khất thực. Nhưng mà ở đây ấy, tại sao mà cái anh mà chủ các tạp hóa đó là cái người rất là tốt bụng, bởi vì giúp thầy từ những lúc mà người ta chưa biết thầy là ai. Mà anh này giúp bằng cái tâm, anh này ở xóm ai anh quý hết đó. Ngay cả mấy em nhỏ rồi là hay gọi cho em là mấy cô bán trà đá ven đường, họ còn quý cơ mà. Họ nói là anh Tùng này này, cái anh tạp hóa này, anh rất là tốt. Cái anh này là cái người rất là tốt và đã giúp đỡ thầy, đã cúng dường cho thầy rất nhiều. Bởi vì cái lúc đó thầy, lúc nào thầy đi qua thầy cũng ghé tạp hóa đó của anh Tùng á, của cái anh tạp hóa đó đó, lúc nào thầy cũng ghé đó. Bởi vì thầy có lúc thì thầy nói chuyện, có lúc thì anh này thì thấy thương thầy thì cúng dường cho thầy chai nước suối, cúng dường cho thầy kim chỉ,
thầy thiếu cái gì là anh này đều giúp hết. Mà anh này là một cái điều rất là tuyệt vời. Thế là ngày hôm nay thì thầy đã xuống khất thực ở tại nhà anh này. Mà chỉ khất thực nhà anh này thôi là đã đầy hết cái bình bát của thầy rồi. Và sau đó thì thầy cũng gieo duyên thêm một nhà dân nữa. Nhưng mà em phải nói với tất cả mọi người rằng là một cái điều rất là tuyệt vời là lúc mà thầy bước lên ấy, thì thầy bước lên ở đây là đi từ cái chỗ anh nhà anh tạp hóa lên ấy, thì thầy có đứng lại và đi vào bên trong lề đường ấy. Thì trong lề đường đấy thì lại có cái sọt rác mà họ bỏ những cái đồ quần áo cũ đấy. Thì thầy có lại cái sọt rác đó và thầy có cầm lên một cái áo. Thầy cầm lên một cái áo xong thầy lại thả xuống. Bởi vì sao? Bởi vì thầy biết cái áo đó người ta đang mặc, nhưng mà người ta cố tình ngụy trang bỏ vào đó để cho thầy nhặt. Mọi người biết là hôm bữa đấy là người dân đó họ có mua rất nhiều các tấm vải đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng và để ở ven đường ấy. Thầy đâu có nhặt đâu. Thế là thầy mới đi nhặt cái áo cũ trong sọt rác của cái chị kia mà con chị là mặc nó rách rồi, rách thực sự luôn rồi. Thầy mới mặc, thầy mới lấy cái đó để thầy may y mặc. Nhưng mà người dân ấy thì bây giờ họ lại bảo là à, thầy này mặc áo cũ. Thế là người dân ấy thì họ mới lấy những cái đồ áo người ta đang mặc. Họ đâu có lấy cái đồ rách đâu. Họ mang tiếng là áo cũ nhưng cái áo có khi người ta đang mặc. Họ mới bỏ cho cái sọt rác mặt đỏ để thò cái một cái miếng vải lên. Thế thầy tưởng đấy là áo cũ, thầy với lại thầy cầm lên, thầy bỏ xuống, thầy đi. Thế người dân người ta tưởng là thầy chắc thầy nhặt, chứ không phải. Bởi vì hầu như là trong cảm nhận của người dân đó, họ nói rằng là thầy đã biết là cái áo này còn tốt quá, họ chưa bỏ đâu. Mà thầy cầm cái, thầy mặc cái vải đó thì lại có tội. Đó, nên là thầy chỉ thực sự lấy cái đồ nào mà đã thực sự bỏ đi và nó không còn giá trị nữa, thầy mới lấy. Bởi vì thầy mà lấy cái y áo mà để thầy mặc đó mà vẫn còn sử dụng được ấy, mà người ta vẫn đang mặc ấy, thì thầy nói là tốn tiền, tốn kém cho người dân. Nên là thầy chỉ mặc những cái đồ gì đó mà người ta bỏ đi. Đó, nên là đây là em nói tất cả mọi người là một cái điều rất là tuyệt vời. Hầu như thầy đã cảm nhận được một cái điều đó. Và cũng phải nói với tất cả mọi người là cái người tốt ấy thì cũng luôn giành được cái sự may mắn và nhận được cái sự báo đáp. Giống như mọi người thấy rằng là tại sao ấy mà thầy Minh Tuệ nhá, đi khất thực ở rất nhiều nơi, nhưng mà đâu phải ai người ta cũng biết thầy để mà cúng dường cho thầy đâu. Người ta không có cúng dường đâu. Đến tận sau này khi mà mọi người biết về thầy Minh Tuệ nhiều thì đi đến đâu á, thì bà con cũng biết về thầy á, thì mọi người mới cúng dường cho thầy. Thì thầy mới có đồ ăn và có những cái chất. Thứ nhất là phải ăn, thứ nhất là em nói tất cả mọi người nhé, ăn đồ chay á. Thì thực sự là mọi người nói là thấy đồ chay là có cái gì đâu. Đâu phải như chúng ta là ăn mặn, ăn thịt, ăn cá có chất đạm, chất này chất kia, có chất này chất kia. Nhưng thầy ăn thì chỉ có ăn cơm không thôi. Có lúc thầy đi xin thì chỉ có cơm không thôi, không có cái gì cả. Có lúc thì trộn được vài hạt muối đó, xong rồi trộn ăn cơm không vậy á. Thì em hỏi mọi người chất ở đâu. Mà có lúc đi xin một nhà thì đâu có đủ đâu, mà thầy chỉ có đi vài nhà thôi, xong thầy quay lên mà người ta đâu có cho. Có lúc thầy đứng ở cổng nhà người ta một lúc lâu, người ta nhìn thấy thầy người ta còn không thèm ra mở cửa. Em nói tất cả mọi người luôn, có lúc nhá, em đã từng chứng kiến đi những cái tỉnh thành ở các miền ngoài đi vô đấy, thầy đứng ở ngoài cửa mà người ta nhìn thấy thầy người ta không ra mở cửa. Người ta đứng ở bên trong, người ta nhìn ra, người ta biết là ông này đến ăn xin, người ta không có mở cửa đâu. Nên là mọi người biết vì sao ấy là Đức Phật mới dạy là chúng ta phải biết bố thí. Bởi vì khi chúng ta bố thí thì cái người mà nhận đồ bố thí đó, họ sẽ hồi hướng cái công đức phước đức của người ta dành lại cho người dân của chúng ta. Mà không phải là người ta xin một cái bát cơm mà người ta hồi hướng lại cho mình một cục vàng, không có điều đó đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta ở đây là hướng đến cái sự phước đức thiện lành mà của những cái người mà họ ăn chay, họ tu hành giống như thầy Minh Tuệ vậy á. Nên là khi mà mọi người thấy không, đâu phải là ai cũng hiểu để mà cúng dường cho các thầy khi đi khất thực đâu. Mọi người thấy rằng là cái hành trình của thầy á, ngay cả đến bây giờ nhá, khi mà rất nhiều người biết về thầy rồi, nhưng mà nếu như mà thầy Minh Tuệ mà đi để đến một cái nơi nào đó mà họ thực sự là họ không có điện, không có biết internet và không có biết cái gì cả, ví dụ như thế, thì làm sao người ta biết về thầy, làm sao người ta cho, đúng không? Nên là em nói tất cả mọi người là, nên là những cái ngày trước đó là cái ăn tạp hóa đó là cái người mà hay cúng dường cho thầy, hay giúp đỡ cho thầy, thì bây giờ thầy lại đến gieo duyên ở tại nhà đó. Em thực sự mà khi mà em nghe cái cô bán trà đá ở đó mà kể lại với em cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì là thầy cũng là một cái người bình thường như chúng ta. Thầy đi khất thực, thầy đi gieo duyên với bà con. Nhưng mà bà con ở đây lúc đó là họ đâu có thể nào mà có cái tâm để mà bố thí nhiều để cúng dường cho thầy. Đúng không? Họ sợ, họ bảo là sáng giờ còn chưa bán được hàng, lấy đâu mà cho ông. Đúng không? Sáng giờ em đã bán được cái gì đâu, thì ăn đi đi, thầy đi đi, thầy chú đi đi. Họ đâu có cho. Nhưng mà cái ăn tạp hóa đó, thì lúc nào thầy bước lên em chỉ nghe một cái câu em rất là xúc động.
là cái chị bán trà đá có nói với em rằng có một cái thời điểm cách đây vài năm về trước ấy, thì lúc đó thầy đi khất thực vào buổi sáng, thầy đi khất thực ấy, mà cái lúc đó anh bán tạp hóa nhỏ, không phải lớn như bây giờ đâu. Thì khi mà thầy đi khất thực xong ấy, mà quay lên mà thấy thầy ấy là trong cái bình bát là không có một cái gì cả, chỉ đúng một chai nước suối. Mà cái chai nước suối đâu phải như bây giờ, một cái chai nước suối nhỏ. Và cái ăn này này ăn mấy ra thấy đó là thầy đi khất thực về hả? Thầy nói thầy vâng con đi vừa đi con đi khất thực con vừa về. Thì người dân ấy họ nói là họ cũng được thầy, nhưng thầy vẫn nói là con đi khất thực xong rồi là con đủ rồi, nhưng mà nhìn vô cái bình bát ấy thì không có cái gì cả. Chỉ có một trái chuối với có một chai nước suối thôi. Thì mọi người hiểu được rằng là ở đây là có lúc còn có trái chuối á, còn không chỉ có một chai nước, và có em đã từng chứng kiến mà chỉ có cơm trắng và thêm có cái nhà họ không có gì cả, họ cho một cái ly nước uống ấy, trái cây á, xong họ múc vào một cái ly họ đổ luôn vào cái cơm đó, chan cơm. Nên em nói tất cả mọi người là ăn để ăn được những cái đồ cúng dường không có dễ đâu, đâu có dễ dàng đâu, mọi người thấy không? Rồi là cái ăn đó họ cảm thấy rằng là họ thấy rất là thương thầy. Bởi vì khi thầy đi khất thực cả buổi sáng mà họ đâu có thể nào họ đâu có cho thầy gì đâu. Có lúc họ có họ cũng không cho. Họ đâu có biết cách, họ đâu có học được cái cách bố thí để làm cái thiện lành đâu. Nhiều người ta không có biết đâu. Bởi vì quý vị các bạn biết từng những cái năm về trước đây mà thầy còn bị đánh sưng hết cả miệng này này. Là mọi người biết lúc đấy là họ đâu có biết thầy là ai đâu. Đúng không? Đi khất thực ở đây là đi xin khó lắm, người dân người ta không có cho. Bởi vì ở đâu cũng vậy thôi. Đó, nên là lúc đó là thầy quay lên là thầy chỉ có một chai nước suối thôi. Nên là cái ăn đó ăn mới gieo duyên để giúp cho thầy. Rồi đến ngày hôm nay khi mà nghe được người dân nói là trời ơi, hôm nay thầy quay trở lại quán tạp hóa của anh đó, mà anh đó lại là cái người đã từng gieo duyên giúp đỡ thầy rất nhiều những cái năm về trước, khi mà thầy đi khất thực ở khu vực này mà không có ai cho. Và khi đó thì lúc nào đi qua anh kia cũng gọi lại hết á, anh kia cũng tâm sự nói chuyện với thầy. Rồi anh nói là thầy có còn thiếu gì không, anh đây cũng cho. Bởi vì thầy không có tham mà, thầy không có tham gì hết á. Anh kia anh mới lấy nước suối, mì tôm, rồi lấy những cái đồ bánh chay á, đó đưa cho thầy. Đó thì thầy lúc đó thầy mới có cái đồ để thầy thọ thực. Chứ em hỏi mọi người một chai nước không mà lấy cái gì thọ thực, thì mọi người thấy không, những cái năm trước đây ông thầy ốm, thầy xanh sao, mọi người mới bảo là ủa trước đây thì thầy mập mạp lắm, sao bây giờ thầy ốm dữ vậy, vì thầy có cái gì đâu. Em hỏi mọi người đi khất thực có một chai nước suối chất ở đâu, đúng không? Rồi đến khi mà có nhiều người biết đến, họ mới biết mua cái đồ này mua cái đồ kia. Thì thực sự thầy nói rằng là thầy không có quan tâm là cái đồ này là cái đồ gì. Giống như kiểu là khi tâm của mình khởi lên ấy, là hôm nay mình muốn ăn cái này, rồi mình mong người ta cúng dường cho mình cái này, thì cái lúc đó cái tâm của mình vẫn còn tham. Thầy nói là lúc đó là thân mình còn tham. Thầy có quán triệt để cân bằng lại cái điều đó. Có nghĩa là họ cho cái gì cũng được, không quan trọng là đồ ăn ngon, đồ ăn dở, mà cái đồ ăn đó là chỉ để nuôi sống bản thân này, để tiếp tục tu hành theo lời Đức Phật dạy. Đó, nên là lúc đó khi mà cái anh này thấy thầy chỉ có cầm một chai nước suối, ôm cái bình bát đi, lúc nào thầy cũng để vào nách này này. Thầy ôm đi, thầy một tay thầy ôm này, xong một tay thì thầy cầm chặt cái y áo. Thầy bước đi mà trong cái bình bát có cái gì đâu mà khất thực, đâu có cái gì đâu mà thọ thực, có chai nước suối với cái chuối thôi. Thì người ta mới thấy thầy, người ta mới tội quá. Thì cái anh đó anh mới lấy cho thầy gói mì chay, những cái bánh chay đó. Thì lúc đó thầy mới có cái đồ để thọ thực. Chứ em hỏi tất cả mọi người lấy ở đâu ra, đúng không? Chúng ta thấy rằng là chúng ta nghĩ ngay thôi, là những cách đây chỉ tầm độ một năm về trước thôi, là đâu phải đi xin nhà nào cũng cho. Ngay cả cái lúc mà đi vào miền Trung nhá, rất nhiều người đi quay luôn, nhưng mà có nhà họ thấy thầy họ vẫn đóng cửa, họ đâu có thèm mở cửa đâu. Bởi vì họ không có cái khái niệm là bố thí. Bởi vì sao? Tốn kém đó. Nên là em nói tất cả mọi người là bất cứ ở đâu thế thôi, ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có người xấu. Nhưng mà phải nói mọi người là rất là tuyệt vời, khi mà thầy về ở Vĩnh Phương, Nha Trang ấy, thì bà con ai cũng có cái điều tốt đẹp, thiện lành, ai cũng có ý thức. Tất cả bà con ấy thì đều mong muốn rằng những cái điều tốt đẹp nhất đến với thầy, mong muốn rằng là những cái đồ ăn của thầy ấy thì có chất, mong muốn thầy đi tu tập để sẽ đắc đạo, để nhanh đạt tránh đẳng giác, để có thể là gieo duyên ở tất cả bà con. Thì em nói tất cả mọi người rằng là cách tu hạnh đầu đà của thầy Minh Tuệ là cái khổ và thầy hành. Thầy hành ở đây là nó vẫn nói là hiểu pháp không bằng hành pháp đấy. Đó, hành pháp có là thầy, là thầy đi thực hành, là từ cái vấn đề là từ những cái chịu hết những cái khổ đau, những cái khổ cực nhất, những cái xấu xa nhất, những cái gì đó mà người ta gọi là không dám làm, thì thầy lại làm cái điều đó. Mọi người có thấy ai không? Mà ngủ ở nghĩa trang nghĩa địa, cái nơi mà nghĩa trang người ta vừa mới mất xong ấy, mà thầy còn đi lấy cái áo, cái khăn trắng của cái mộ mới chôn đó, để xé lấy cái miếng vải trắng đó để may thành cái y mặc. Mọi người thấy là mọi người dám không? Em hỏi mọi người dám không? Chính thầy Năm ấy là cái người mà đã từng gọi là giúp đỡ thầy Minh Tuệ từ những ngày đầu tiên để tập tu hành ấy. Thầy còn nói là thầy còn sợ cơ mà.
thì thấy thầy Minh Tuệ là đi đâu về là cầm cái miếng vải trắng còn lấm lem, xong rồi còn đi giặt. Lúc đó về xong tìm cái vải nó mới, thầy Năm bảo là cái mộ ở ngoài người ta mới chôn xong là ông ra ông lấy ngay cái khăn trắng đó về ông may y mặc. Em nói tất cả mọi người dám mặc không? Mà thầy đã dám mặc đây vài năm về trước như thế. Thì đến ngày hôm nay, ngày hôm nay thì thầy đi khất thực sớm mọi người ạ. Thầy hôm nay thầy đi chắc 6 giờ kém thôi, và hơn 6 giờ một chút thầy đã quay lên rồi. Hôm nay thì bình thường thì thầy chỉ có đi tầm 4 5 phút đứng ở khu vực đó thôi, nhưng mà hôm nay phải tầm 10 phút cũng đứng ở cái khu vực mà có tạp hóa của cái am kia kìa. Và lúc đó thì người dân ở đây cũng lại cũng nhiều, thì ở cái khu vực ngã ba mà thì người dân họ cũng đứng ở đấy nhiều, họ mến mộ thầy. Mọi người biết không? À, hôm qua là thầy có đi mấy cái nhà ở đầu đường ấy. Đó thì cái khu vực đó hôm nay là chuẩn bị hết nha, chuẩn bị cơm hết, nhà cũng nấu cơm, nhà nào cũng đi mua đồ chay, mà không phải là nguyên nhà cái khu vực nhà ngã ba đâu, mà kể cả khu vực bên dưới, khu vực bên trên thì đều hầu như là đứng ở top top đều có người cầm bịch nào bịch kia, có người thì cầm trái cây, có người thì cầm cơm, có người thì cầm bún, có người thì cầm những cái đồ kim chỉ kéo đó để cúng dường cho thầy, nhưng mà thầy không có nhận đâu. Thầy không nhận, thầy đến khất thực ở từng cái nhà đó thôi. Bởi vì em nói tất cả mọi người á, ngày nào cũng như thế, mà ngày nào người dân cũng cầm. Mọi người biết không? Có nghĩa là người dân họ không có quan trọng là mình có may mắn là thầy nhận hay không, nhưng mà họ cảm giác là họ chỉ lo ấy, là hôm nay thầy không đủ, thầy thiếu cái này, thầy thiếu cái kia, nên là họ phát tâm họ ngày nào cũng mua ấy. Thực sự mà em nói tất cả người thầy không nhận nhưng họ vẫn vui. Họ vui bởi vì thầy đã đủ rồi. Nếu mà thầy thiếu thì may mắn thầy sẽ nhận. Nên là đấy là một cái điều rất là tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay mà thầy đã đi đến một cái tạp hóa, mà chính là cái nơi mà em quay cho mọi người xem ấy. Em cho mọi người xem những cái video mà thầy gọi là đến đó rồi là người dân nó cũng Mạnh Thường Quân ấy, họ có phát nguyện đến đó để gọi là trao quà từ thiện ấy. Thì hôm nay thầy đến đúng cái nhà đó. Đó. Thì mọi người thấy là cái anh này cũng rất là có tâm, anh này rất là tốt và đã giúp đỡ thầy những ngày trước đó, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Rồi hôm nay thầy lại đến để gieo duyên lại, thì mọi người thấy không? Khi mà cái người ta mà làm những cái điều thiện, điều phước đức ấy, thì luôn sẽ nhận được những cái điều gì đó tốt đẹp, đúng không? Cách đây vài năm trước thì khi thầy còn chưa biết đến thầy là ai, thầy còn chỉ là một cái người gọi là đi tu hành, đi đất, đi khất thực thôi, thì cái anh này đã giúp thầy. Đến khi mà mọi người biết về thầy quá nhiều, mọi người biết về thầy giống như là một vị Phật sống vậy, giống như kiểu là người ta tôn kính và tán thán thầy, giống như kiểu thầy đã đạt chánh đẳng giác vậy, thì thầy lại quay lại cái nơi mà thầy hay đi, thầy hay đến, và cái người đó họ cũng không phân biệt cái lúc mà thầy còn khổ cực, thầy còn như thế nào đó để mà giúp đỡ thầy. Đến bây giờ thì thầy vẫn là một người bình thường thôi, nhưng mà đến bây giờ mọi người nhìn thầy á, là mọi người thấy rằng thầy rất là sáng, thầy đã tu tập đến cái mức độ mà thầy tỏa sáng rồi. Còn trước đây á, thì khi mà thầy ở trên núi á, thì mọi người có thể là không biết về thầy quá nhiều. Và thầy cũng đã từng nói một câu là có người hỏi á, là vậy thì cái người mà tu hành ấy, mà người ta đến ở hang đá tốt hơn, hay là người ta đi để gieo duyên, để nói với tất cả mọi người, giống như kiểu là một người biết về pháp, giảng pháp tốt hơn, hay là cái người biết về pháp mà lại ẩn tu trong hang đá, trong rừng sâu? Thì rất nhiều người nói câu này, là tại sao ông tu ấy, mà ông không đi vào trong rừng ông tu, mà ông lại đi lang thang để gặp ai hỏi người, thầy cũng nói. Thì thầy mới nói một câu như thế này, là thực ra ấy, cái người tu ấy, mà người ta hiểu pháp, mà người ta đi gặp bà con, người ta không hiểu để người ta hỏi, để người ta có thể người ta nói giống như kiểu là người ta giảng pháp ấy, thì sẽ tốt hơn cái người hiểu pháp mà lại ẩn tu trong rừng sâu. Thầy mới lấy một cái ví dụ, giống như một cái nồi cơm ấy, mà khi chúng ta thấy một cái nồi cơm mà một mình cái người đó họ đem vào trong gốc cây, trong cái hang đá người ta ăn, người ta ăn một mình cái nồi cơm ngon đó, đúng không? Người ta cảm thấy ngon lắm. Nhưng mà một người, người ta cũng có cái nồi cơm đó, nhưng mà người ta lại đem cái nồi cơm đó đi chia cho rất nhiều người ăn, thì nhiều người cảm thấy ngon và người ta cảm ơn cái người đó. Thì mọi người thử nghĩ xem, một cái người thì ôm cái nồi cơm đi vô trong hang đá để ăn một mình, dù đó là nồi cơm rất ngon, nhưng một người cũng ôm cái nồi cơm ngon đó nhưng mà lại đi cho nhiều người ăn cùng, thì cái phước đức của ai có hơn? Nên là người ta mới nói rằng là ở đây á, là thứ nhất là thầy đã từng tu hành, đã từng ẩn tu biết bao nhiêu năm để học về kinh sách, để có được một cái gọi là để có được cái trí tuệ về Phật pháp như ngày hôm nay. Thì thầy có nói rằng là càng tu thì tâm mình lại càng khai sáng. Mọi người phải hiểu nhá, có nghĩa là không phải mình học nhiều là mình sẽ hiểu nhiều, học nhiều biết là sẽ hiểu nhiều, nhưng mà khi mình tu nhiều, mình giữ giới nhiều ấy, thì tự nhiên cái tâm của thầy ấy, nó khai sáng, giống như kiểu là có người dẫn đường chỉ lối ấy, kèm theo việc đọc nhiều kinh sách,
và có mở rộng ra về trí tuệ khi mà thầy đã giữ giới và tu hành ấy, thì lúc đó thầy sẽ đạt được cái mức độ là thầy sẽ có nghĩa là được giống như kiểu là mình nói là cái vấn đề về cảm nhận được cái kinh sách đó đó, thì thầy có thể là hôm nay thầy gặp mọi người ấy, thì không có bất cứ một câu hỏi nào mà thầy không trả lời được, và tất cả những câu trả lời của thầy đều là mang cái ý nghĩa là không có chê bai ai, không có chửi bới ai, không có sân si với ai, và chỉ khuyên chúng ta những cái điều tốt đẹp đó. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời để làm, để mà nói là ngày hôm nay khi tất cả quý vị và các bạn theo dõi được cái thông tin của thầy, mọi người biết được cái hành trình của thầy đi đâu, khất thực ở nhà nào, và hôm nay có khất thực được không, và hôm nay thì tình hình của thầy như thế nào. Hôm nay thầy vui lắm, thầy đi sớm thầy rất là vui, người dân ngày nào cũng nói với em mà dạo này nhìn thầy sáng hơn, mà thầy nhìn thầy đầy đặn hơn, mà thầy nhìn là đỡ đen hơn. Bởi vì là sao? Bởi vì trước đây là mọi người thấy trời nắng 40-50 độ, thầy cứ đi nhan nhản ngoài đường phố 40-50 độ, nhưng mà dạo này thì thầy chỉ đi buổi sáng, và thầy lên trên núi để ngồi thiền khất thực, thọ thực ở trên đó, và có ẩn tu ở trên núi để ngồi thiền. Thì cái việc là thầy đi giang nắng mưa nó sẽ không có, và thầy cũng được người dân ấy, rất là tuyệt vời, đã cúng dường cho thầy được cái đồ ăn là đủ chất để thầy có sức khỏe để tu học. Thầy cũng nói mà, thực ra là những cái đồ ăn đó là chỉ để nuôi cái bản thân này này, thì cũng không có chăm bẵm cho cái bản thân này nhiều, mà chỉ nuôi cái bản thân này để có sức để có thể tu học, tiếp tục là sống ấy, là mình sẽ học theo lời của Đức Phật dạy. Đó, cái cách pháp tu khổ hạnh ấy thì nó rất là khổ, cực kỳ khổ trong các pháp tu, nhưng mà lại nhanh để gọi là nhanh được đắc đạo giải thoát ấy. Nên là rất là thầy rất là nói rằng là cái việc tu hành của thầy rất là khổ. Đúng không? Thầy rất là thấy nói là cái tu hành của thầy là phải hành. Đó, nhiều người nói tất cả mấy đâu có chịu được đâu. Thế là bây giờ em không hiểu được là cái thầy thì không có sân si với ai. Thầy thì mọi người rất là yêu mến, nhắc đến thầy thì hầu như là ai cũng rơi nước mắt, rất là thương thầy. Nhưng mà ngoài đó thì vẫn còn một số đối tượng họ lại không biết họ có cái suy nghĩ và tâm tính từ đâu, ác ý từ đâu, lại để bị một số đối tượng dắt mũi và dùng tiền để mua chuộc, để lấy cái này cái kia, để mà lên trên mạng để chửi bới, xúc phạm và bôi nhọ danh dự của thầy. Thực sự mà nói để xúc phạm những cái người tu hành ăn chay niệm Phật như thầy Minh Tuệ thì cái nghiệp của họ là xét nặng lắm. Em nói tất cả người, thầy có bao giờ thầy hại ai đâu. Thầy đi đến đâu thì người ta đánh thầy, thầy còn chúc cho người ta hạnh phúc, chúc cho người ta được bình an, thì lấy đâu ra mà thầy sân si với ai. Vậy mà vẫn có một số người ở đây vẫn tham sân si, vẫn lên để nói thầy, chửi với thầy, thì thực ra rất là tội nghiệp. Em cũng mong thì tất cả mọi người xem được video này, thì tất cả quý vị khán giả thì cũng có để lại những cái lời góp ý, bình luận. Mỗi một người xem chúng ta hãy bình luận một cái nha, bình luận cái gì cũng được, để cho cái tương tác ấy là có người thật họ bình luận, họ tương tác thì nhiều người sẽ xem được, lan tỏa được những điều tốt đẹp nhất về thầy. Thì tại sao em nói tất cả người này, cái like và cái bình luận của mọi người á nó không sinh ra tiền nhá, mà quan trọng sinh ra tiền là mọi người phải xem lâu, xem dài và nó có quảng cáo nhiều, chứ không phải là mọi người thấy là cái phụ thuộc vào cái like đâu. Thì cái like đó là để đánh giá cái sự uy tín, và cái bình luận đó là cái sự tương tác thật của một video, nghĩa là em chia sẻ thật, để cho mọi người biết rằng là khi mà mọi người tương tác thật nhiều, mọi người muốn chia sẻ một cái điều gì đó thì mọi người hãy bình luận thật nhiều, thì cái video đó nó sẽ được đánh giá là cái video chất lượng và được nhiều người quan tâm, thì lúc đó nó sẽ đề xuất cái video đó, nhiều người sẽ xem được cái video đó để lan tỏa những cái điều tốt đẹp nhất. Bởi vì tất cả mọi người hiện nay cũng đang rất là quan tâm về thầy Minh Tuệ, thì em cũng muốn làm sao đó để mà lan tỏa những điều tốt đẹp nhất, để cung cấp tất cả mọi người những thông tin. Bởi vì là ngày nào thầy cũng đi khất thực hết á. Mà mọi người biết là ở khu vực mà Vĩnh Phương đó thì cũng gọi là không phải là khu vực quá đông dân, nhưng mà nó cũng đủ để cho thầy đi khất thực. Bởi vì một ngày thầy đi có 1-2 nhà thôi, là người dân ấy họ cũng rất là tuyệt vời, họ cũng lo lắng thứ nhất là cho sức khỏe của thầy này. Thầy đi rồi thầy lên thật nhanh, thầy đi có 1-2 nhà thôi chứ không có để thầy đi nhiều. Bởi vì là một cái nhà thôi là thầy đi thôi là đã đầy ắp đồ ăn. Bởi vì hầu như là hôm nay cái nhà anh tạp hóa đó cũng biết là thầy sẽ xuống ấy, mọi người ạ, cũng cảm nhận được ấy, nên là chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nên là hôm nay thầy xuống thầy có đứng đấy rất là lâu, nên là bà con cũng đứng ở bên trên để nhìn thầy lâu hơn. Bởi vì mỗi ngày mà thầy đứng ở đây ở đâu lâu ấy thì mọi người là được nhìn thầy lâu hơn đó. Khi mà thấy thầy đứng ở đó thì mọi người ai cũng nhìn thấy thầy rất là vui. Bà con ở Vĩnh Phương thì chắc chắn là biết cái điều này mà, đúng không? Và khi mà thầy đã đứng ở đó rồi, mọi người cũng đến đó để mọi người nhìn, rồi mọi người đứng đảnh lễ thầy từ xa, là cũng có nhiều cái lực lượng an ninh ấy để đảm bảo an toàn cho thầy, là không có ai để tô tiếp cận được thầy đó. Thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Thầy đi khất thực từng nhà, gieo duyên từng nhà, đi khất thực nhà anh tạp hóa xong đứng nó rất là lâu, và sau đó thầy có đi qua cái nhà bên cạnh để tiếp tục là khất thực. Nhưng mà em nghĩ là qua đấy chỉ là gọi là có cái họ thành tâm ấy, nên là họ cũng có nói là thầy sẽ qua nhà khất thực để gieo duyên, nên là thầy sẽ qua một lúc, thầy có qua đấy chắc chỉ nhận một chai nước suối thôi.
Và sau đó thì thầy qua đó một lúc thì thầy có đi ngay. Thầy quay lên đó mọi người ạ, thầy đi đâu á, thầy cũng nhìn, thầy đứng thầy nhìn hết á. Nên là một cái điều rất là thương. Thầy bước đi cho nó tất cả mọi người nhá, thầy bước đi rất là nhanh. Và cảm giác của thầy cái bước đi rất là cái bước đi của thầy rất là thanh thoát luôn. Nó tất cả mọi người, một cái người bình thường đó mọi người nhìn vô là mọi người thấy nhìn cái gương mặt của thầy rất là sáng. Người thầy rất là tươi. Ngày nào thầy xuống thầy cũng cười hết á. Mọi người cứ nhìn thấy thầy là thấy thầy cười à. Mọi người vui lắm. Bởi vì thầy đi tu theo cái hạnh của thầy mà thầy đi khất thực từng nhà thầy vui lắm. Thầy gặp bà con giống như thầy thấu hiểu được cái nỗi khổ của bà con ấy, thầy vui lắm, gặp ai thầy cũng vui, gặp ai thầy cũng nhìn mọi người thầy gật đầu rồi đây, rất là vui rồi. Và cái video này thì em cũng chỉ truyền tải với mọi người những thông tin như vậy thôi. Còn quý vị khán giả yêu mến thì hãy để lại cái lời bình luận góp ý dưới video này ủng hộ giúp em. Em sẽ liên tục cập nhật cái thông tin mới nhất, chính xác nhất để cung cấp đến tất cả mọi người. Và rất mong tất cả quý vị các bạn sẽ ủng hộ giúp Bảo Xe TV mọi người nhá. Và chào tất cả mọi người.